Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Thiệu Hóa tăng cường chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ đông. Nhiều đoạn trên tuyến đường Đình Hương thành phố Thanh Hóa bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. quý vị và các bạn, trước thực trạng việc quản lý sử dụng nhà trung cư tại một số địa phương còn tồn tại những hạn chế bất cập làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương và tạo dư luận không tốt trong dân cư. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý vận hành sử dụng nhà trung cư cụ thể thủ tướng chính phủ giao bộ xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan ra soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư ban quản trị doanh nghiệp quản lý vận hành nhà trung cư và chủ sở hữu chủ sử dụng trung cư công khai dự án nhà trung cư không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật đồng thời kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà trung cư theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm ban quản trị sử dụng kinh phí bảo trì trái quy định. Thời gian qua, Thanh Hóa đã thực hiện hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tham gia các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, qua đó góp phần tăng cường nguồn cung và từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm an toàn của người dân trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh đã có 42 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tham gia các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. 95 cửa hàng kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 389 chuỗi giá trị thực phẩm an toàn, 32 mô hình giết mổ gia súc gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm. Để tiếp tục phát triển hệ thống sản xuất, phân phối kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng đang tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị sản xuất xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm được công nhận an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng. Hiện nay, nhiều chương trình hỗ trợ tiếp xúc cho các mô hình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đang được các cấp các ngành các đơn vị địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mạnh dạn nhận thầu gần 1 hecta đất khoán của xã. Năm 2015, anh Nguyễn Hữu Quang ở xã Yên Bái, huyện Yên Định, quyết định đầu tư phát triển mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn hẹp, anh phải đi vay ngoài để làm nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2017, thông qua nguồn quỹ chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của tỉnh, anh Quang được vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi chỉ 6% một năm. Hồ sơ để vay đòn là thì đơn giản và hiệu quả và nhanh, nhanh chóng thì tạo điều kiện cho gia đình để phát triển kinh tế. Trên thực tế, đa số các mô hình khởi nghiệp đều gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư sản xuất. Do đó, việc dành nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ khởi nghiệp đều được các địa phương đơn vị quan tâm triển khai. Chỉ tính riêng tổ chức đoàn thanh niên đến nay đã hỗ trợ hơn 24.000 hộ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ hơn 745 tỷ đồng. Trong năm 2017, tỉnh đoàn Thanh Hòa đã triển khai xây dựng mô hình 200 bí thư tri đoàn tiêm phong khởi nghiệp, tham mưu thành lập quỹ tiến dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cái nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, đồng thời hỗ trợ về cái đất đai, chính sách thuế để cho các bạn thanh niên khởi nghiệp có một cái môi trường khởi nghiệp thuận lợi. Cùng với việc hỗ trợ nguồn vốn, Thanh Hóa đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, hỗ trợ các thủ tục về thuế, kế toán, đồng thời đẩy mạnh chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân, chia sẻ tư vấn nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, cách tìm kiếm thị trường, từng bước đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định. Một cái sự khác biệt rất là lớn khi mà trở về Thanh Hóa thì tôi thấy các cái cơ quan đoàn thể, ví dụ như CVCCI hay hội doanh nghiệp hay các đoàn thanh niên hỗ trợ rất là lớn về vấn đề đào tạo, vấn đề quảng bá, là giới thiệu khách hàng. Chúng tôi thì có thể từng bước tiếp cận ở thị trường dễ dàng hơn và tôi hy vọng trong tương lai thì với sự hỗ trợ đó thì chúng tôi có thể xây dựng hệ thống phân phối trên toàn toàn tỉnh và có thể vươn tới địa bàn xa hơn. Thông qua các chương trình hỗ trợ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, năm 2017, Thanh Hóa đã có trên 3.000 doanh nghiệp thành lập mới. Cùng với đó là hàng nghìn các mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 35.000 người trong độ tuổi lao động chưa có việc làm ổn định và gần 300.000 đoàn viên thanh niên đang phải đi làm ăn xa. Do đó, về lâu dài, cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho phong trào khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Đến thời điểm này, huyện Thị Hóa gieo trồng đạt gần 60% diện tích vụ đông. Huyện đang chỉ đạo các địa phương tiến hành các biện pháp phòng ngừa sâu bệnh và chăm sóc bảo vệ cây trồng. Xã Tiệu Thành có nhiều diện tích canh tác nằm ở khu vực cuối canh tưới nên rất khó khăn về nguồn nước. Mặc dù các hộ dân đã phải dùng gầu và máy bơm dầu để dẫn nước tưới, nhưng một số diện tích ngô ớt vẫn bị khô hạn, thiếu nước. Nhà tôi trồng được 6 sao ớt, thì trồng từ đầu vụ đến giờ thì cũng đang ra hoa ra quả rồi. Thì nói chung là cũng chăm bối thì cũng rất chi là đúng cái thời kỳ của hắn. Nhưng mà hiện bây trừ thì là ớt thì là đang thiếu nước rất chi là cần nước. Tôi đề nghị là uh, phía trên là xem là cô là phục vụ nước cho bà tôi đầy đủ để cho cái cây ớt phát triển cho hắn đủ cái nguồn nước để để mà chăm sóc. Trước thực trạng trên, xã thiệu thành đã chỉ đạo hợp các xã dịch vụ nông nghiệp, huy động lực lượng, phương tiện, nạo vét canh mương, âu chứa để đảm bảo việc bơm cấp nước cho nhân dân chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh. Không chỉ gặp khó khăn về nguồn nước tưới, nhiều diện tích vụ đông ở các xã thiệu tiến, thiệu chính, thiệu hòa, thiệu công, thiệu vũ cũng đang xuất hiện một số loại sâu bệnh như bệnh huyết dụ, sâu đục thân phát sinh trên cây ngô, bệnh đốm lá thán thư, lở cổ rễ gây hại trên cây ớt. Và chúng tôi chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp là phải phục vụ đủ nước tưới. Thứ hai là thường xuyên kiểm tra thăm đồng để mà phát hiện ra các cái loại sâu bệnh, đặc biệt trên cây ngô để mà phòng trừ kịp thời. Chứ còn cây khoai tây xuất khẩu thì sau cái thu hoạch cái cây ngô chuyên màu ở đất ở ngoài đồng thì chúng tôi sẽ triển khai ngay 15 hecta cây khoai tây xuất khẩu vào cái vụ chính đông. chúng tôi đã có cái phối kết hợp với các cơ quan chức năng của huyện đi kiểm tra thăm đồng để xác định và đánh giá về cái sự sinh trưởng rồi cái tình hình sâu bệnh tức là của các cái loại cây trồng cây vụ đông đối với các cái diện tích khi đã phát hiện về nó có sâu bệnh thì chúng tôi đã có cái biện pháp tức là khuyến cáo hướng dẫn cho bà con phòng trừ kịp thời. Mặc dù gặp nhiều khó khăn đầu vụ, nhưng huyện Thiệu Hóa vẫn đạt quyết tâm hoàn thành kế hoạch gieo trồng 2.500 ha cây trồng vụ đông, đồng thời phấn đấu nâng năng suất, giá trị và hiệu quả kinh tế các loại cây trồng. Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội thảo về bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ cao tuổi tại tỉnh Thanh Hóa. Tham dự hội thảo, đại diện 5 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Hoàng Lý, Hoàng Đại, Quảng Phú, Quảng Thịnh và xã Đông Tân thành phố Thanh Hóa đã được nghe chuyên gia trao đổi các chuyên đề về cách nhìn nhận bình đẳng giới trong thực tiễn hoạt động của câu lạc bộ, cộng đồng, những vấn đề còn tồn tại về bình đẳng giới và những việc cần làm để thúc đẩy bình đẳng giới thông qua câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các quy định của luật pháp, chính sách về bình đẳng giới ở Việt Nam cũng như mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về bình đẳng giới đến năm 2030. Ban toàn giao thông huyện Hoàng hóa và hội cựu chiến binh huyện vừa tổ chức lễ phát động cựu chiến binh tham gia và tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018-2023 theo đó hội cựu chiến binh huyện hoàng hóa sẽ tuyên truyền vận động hội viên hội cựu chiến binh các xã thị trấn gương mẫu chấp hành về trật tự giao thông vận động người thân trong gia đình giữ gìn trật tự giao thông tại các khu dân cư không lấn chiếm vỉa hè hành lang gây cản trở giao thông qua đó góp phần nâng cao ý thức của hội viên cựu chiến binh và người dân khi tham gia giao thông từng bước lập lại kỷ cương trật tự giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn Nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức, năng lực chuyên môn cả về lý luận và thực tiễn, có khả năng thích ứng với thị trường lao động, Trường Đại học Hồng Đức đã ký kế kết hợp tác đào tạo lớp đại học quản trị kinh doanh chất lượng cao khóa học 2018-2021 với các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh. Theo chương trình ký kết, các đơn vị doanh nghiệp sẽ bảo trợ cho sinh viên lớp quản trị kinh doanh chất lượng cao Trường Đại học Hồng Đức được đến các doanh nghiệp thực hành thực tập theo kế hoạch hai bên xây dựng, tài trợ một phần kinh phí đào tạo tiếng Anh cho sinh viên tham gia giảng dạy các chuyên đề về quản lý doanh nghiệp theo thỏa thuận, tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng được các nhu cầu tuyển dụng tại thời điểm xác định của doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, từ đầu tháng 9 đến nay đã có trên 100 trẻ dương tính với virus hợp bào hô hấp RSV phải nhập viện điều trị. Theo các bác sĩ, virus RSV thường gây bệnh về hô hấp ở trẻ em, đặc biệt trẻ sơ sinh và dưới 2 tuổi, phát triển, lây lan mạnh vào cuối thu sang đông, Tuy nhiên năm nay bùng phát sớm hơn và là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Với các triệu chứng ban đầu ho khan, ho có đờm sốt nhẹ đến tăng cao, nặng lên là bỏ bú, bú kém, ăn uống kém, quấy khóc, ho tăng lên. Nếu không dùng thuốc đúng có thể làm suy giảm miễn dịch, dẫn đến nguy cơ biến chứng nặng. Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ có các triệu chứng nhiễm virus RSV, cần tránh đưa trẻ tới nơi công cộng, người lớn cần vệ sinh sạch sẽ trước khi tiếp xúc với trẻ. Nếu trẻ ho nặng có đờm, thở khò khè, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, Tuyệt đối không tự ý mua thuốc do RSV không bị tiêu diệt khi dùng kháng sinh. Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt vi phạm quy định phòng chống bệnh truyền nhiễm trong dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực y tế. Cụ thể phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi đưa tin không chính xác, không kịp thời hoặc không trung thực về tình hình sau khi dịch được công bố bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phạt từ 1 đến 3 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục không đảm bảo cơ sở vật chất và không thực hiện việc giáo dục cho người học về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với hành vi không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm này, việc vận hành tại các làn thu phí không dừng vẫn còn hạn chế. Hiện mới chỉ có khoảng trên 600.000 xe ô tô dám thẻ thu phí không dừng. Trong số đó, cũng chỉ có 1 phần 3 chủ phương tiện thường xuyên nạp tiền vào tài khoản để sử dụng khi qua trạm thu phí. Theo lộ trình chính phủ đưa ra, hết năm nay, các trạm thu phí BOT trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh phải hoàn thành lắp đặt và vận hành thu phí không dừng. Trong năm 2019, các trạm BOT trên những tuyến đường khác sẽ phải áp dụng đồng loạt. Tuy nhiên, hiện tại nhiều trạm thu phí không dừng vẫn phải áp dụng cả hai hình thức thu phí, nghĩa là xe có dán thẻ thu phí hay không vẫn được đi qua. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ cương quyết thực hiện đúng theo phương châm phân luồng và xem đây như là một giải pháp tuyên truyền để người dân thấy rõ lợi ích của sử dụng thu phí không dừng. Mặc dù đã được đầu tư gần 23 tỷ đồng, nhưng cầu làng ngon thuộc dự án tuyến đường trục trung tâm khu hành chính đô thị Ngọc Lặc đã bị dừng thi công 6 năm nay do không được tiếp tục bố trí nguồn vốn. Các hạng mục đầu tư giang dở đang bị xuống cấp, nguy cơ lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước là rất cao cầu làng ngon dài 113 m do sở xây dựng làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn gần 55 tỷ đồng được khởi công năm 2010 nhưng đến năm 2012 việc thi công bị dừng lại khi mới chỉ làm được hai trụ dẫn đầu cầu và bốn mố cầu giá trị xây lắp thực hiện được gần 23 tỷ đồng nguyên nhân dừng thi công được cho là dự án không được tiếp tục bố trí nguồn vốn hơn 6 năm dừng thi công các hạng mục giang dở đang có dấu hiệu xuống cấp các mố cầu và nhiều trụ sắt đã bị hoen dỉ hoặc bị đối tượng xấu phá hoại cầu Lăng Ngòn nối trung tâm thị trấn Ngọc Lạc với xã Ngọc Khê và các xã lân cận đã bị dừng thi công hơn 6 năm nay. Hiện nay khu vực này đã bị bỏ hoang và trở thành nơi tụ tập của các đối tượng xã hội để tiêm trích ma túy. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, việc đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát là công việc không dễ. Và đó là một nhiệm vụ khó khăn sắp tới của các cơ quan thống kê khi Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Khu vực kinh tế chưa được quan sát bao gồm 5 thành tố. Hoạt động kinh tế ngầm là các hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp nhưng chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động giấu giếm, không khai báo với mục đích trốn thuế, không nộp thuế thu nhập không được thấy giá trị gia tăng, hoạt động kinh tế bất hợp pháp, hoạt động kinh tế phi chính thức, hoạt động kinh tế hộ gia đình tự sản tự tiêu và hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong các chương trình thu thập dữ liệu cơ bản. Tổng cục thống kê đánh giá rất khó thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát khi các thành tố nêu trên chưa được đo đếm vào GDP và sẽ không thể thu thập đầy đủ thông tin của các hoạt động kinh tế thực tế đang diễn ra. Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn, từ khái niệm cơ bản về khu vực kinh tế chưa được quan sát. Có thể thấy việc phán đoán quy mô của khu vực kinh tế này là không có bằng chứng. Năm 2012, cơ quan thống kê Úc đã điều tra đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát và điều chỉnh quy mô GDP tăng khoảng 3% so với số đã công bố. Mexico đã điều tra đo lường khu vực này và điều chỉnh quy mô GDP tăng khoảng 11% so với số đã công bố. Một số quốc gia phát triển cũng tiến hành đo lường khu vực kinh tế này nhưng không tính vào GDP. Tại Việt Nam đến nay, khu vực kinh tế ngầm và khu vực kinh tế phi pháp là không thể tính đoán thống kê vì không một cơ quan tổ chức nào thừa nhận sự tồn tại của nó. Trong bối cảnh giá dầu thế giới diễn biến khó lường và cuộc chiến thương mại Mỹ Trung leo thang, kiểm soát lạm phát dưới 4% đang là thách thức lớn đối với Việt Nam. Bài đăng tải trên báo điện tử VOV dẫn lời Phó giáo sư Ngô Chí Long, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế thị trường giá cả Bộ Tài chính, năm 2018, Quốc hội đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%. Tuy nhiên trong 9 tháng qua, lạm phát đã ở mức 3,57% nghĩa là lạm phát đã tiệm cận với mục tiêu 4%, trong khi đó còn 3 tháng nữa mới hết năm 2018. Trong khi đó, giá xăng dầu là yếu tố đầu vào cực kỳ quan trọng của nền kinh tế. Vì thế, việc xăng dầu tăng giá lần này và theo dự báo là còn tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm, cũng như đầu năm 2019, tiến tới mức 100 đô la Mỹ một thùng là một cảnh báo và thách thức không nhỏ trong điều hành kinh tế của chính phủ. Dù chưa chứng minh được tác hại, nhưng Chi cục Kiểm dịch Thực vật các vùng đã cấm nhập khẩu lúa mì nhiễm cỏ dại Cicium Offense. sự việc khiến cho nhiều doanh nghiệp có liên quan tới bột mì bức xúc và lo lắng. Thông tin đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết. Theo bài báo, quy định tạm ngưng nhập khẩu các loại vật thể bị nhiễm cỏ dại, cerium, avances, đồng nghĩa với việc cấm không cho nhập khẩu hầu hết lượng lúa mì của các doanh nghiệp đang hoạt động, gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp và người lao động. Bài báo cũng dẫn lời thạc sĩ Nguyễn Hoàng Dũng, chuyên gia kinh tế, giám đốc nghiên cứu và phát triển viện kinh tế và quản lý Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần hủy bỏ văn bản này chứ không phải xin lùi. Vì không có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, không có cơ sở đánh giá về thiệt hại kinh tế. Trong khi đó nếu được áp dụng sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, cho người lao động, các nhà máy và cho người tiêu dùng. Trong bài viết với tiêu đề Taxi truyền thống đang chết dần, báo giao thông cho biết dù đã nỗ lực xoay sở nhưng bài toán kinh doanh thua lỗ của taxi truyền thống vẫn chưa tìm được lời giải. Nhiều thương hiệu taxi lớn trên thị trường dù đã cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn liên tục sụt giảm doanh thu, lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Nhiều thương hiệu nhỏ đã biến mất khỏi thị trường. Theo bài báo đến quý 1 năm 2018, doanh thu mảng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi của hãng Vinasan đã giảm tới 80% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm ngoái, hơn 4.000 lao động của Vinasan đã phải nghỉ việc và 300 đầu xe phải nằm bãi. Tương tự, hãng taxi thống lĩnh thị trường miền Bắc là Mai Linh cũng đang chật vật với doanh thu, lợi nhuận giảm. Trong năm 2017, công ty này đã phải cắt giảm hơn 3.000 nhân sự. Các ông lớn đầu ngành kinh doanh taxi còn vật vã, những doanh nghiệp nhỏ biến mất khỏi thị trường không phải điều khó hiểu. Vừa rồi là một điểm báo, ngay sau đây sẽ là tiêu mục an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều tháng trở lại đây, ngay trên tuyến đường Đình Hương, đoạn gần ngã năm Đình Hương, tình trạng đường thường xuyên ngập nước dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị các bạn, mặc dù hiện nay đang là mùa khô và nhiều ngày không có mưa, thế nhưng tại vị trí này trên tuyến đường Đình Hương vẫn ngập nước và gây rất nhiều khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù tình trạng này đã diễn ra được nhiều tháng nay, thế nhưng không hề được các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương quan tâm giải quyết. Về cơ bản, toàn tuyến đường Đình Hương được giải nhựa bằng phẳng, rộng rãi, khiến việc đi lại khá ổn định. Tuy nhiên có một vị trí nằm ngay đoạn gần ngã năm đọng nước nhiều ngày khiến toàn bộ mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Toàn bộ lớp nhựa bị lốc lên, đất đá nhấp nhô, nhiều đoạn có các hố sâu rộng nằm ngay giữa lòng đường, khiến người tham gia giao thông chỉ cần sơ ý là bị ngã bất kỳ lúc nào. Và thực tế tại đây đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông hầu như ngày nào cũng có. Tôi cũng đại diện cho các cái bà con ở đây là đề nghị là là xuống đây kiểm tra xem xét để mà khắc phục cho bà con ta đi lại đã khổ. Để tránh bị ngã, rất nhiều người đi mô tô, xe máy hay xe đạp chọn cách đi xe lên vỉa hè. Còn dưới lòng đường, mỗi khi có ô tô đi qua, nước bắn tung tóe gây mất an toàn giao thông. Theo người dân cho biết, tình trạng nước ngập nhiều ngày trên mặt đường là do việc thi công đường vành đai phía Tây khiến cống thoát nước dọc đường Đình Hương bị tắc nên đoạn đường này luôn trong tình trạng ngập nước. Người ta làm đường nhưng mà một bên làm đường người tắc cống, một bên làm thì không làm, mà cống thì không thông, mà năm số tháng nay là nước bẩn ngập. Đáng nói là tình trạng này đã diễn ra rất lâu, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị nhưng không hề được quan tâm giải quyết, khiến người dân vô cùng bức xúc. Đề nghị chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan nhanh chóng có phương án cải tạo thực trạng trên, đảm bảo an toàn giao thông. Bản tin thanh hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.